Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.pro. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta không hề cố ý thành tiên của tác giả Kim Sắc Mạt Lị Hoa. Tập 106. Chương 1051, ngươi thật không biết xấu hổ. 2. Thật là, thương nhân thở dài, nhưng sau khi thở dài, ngay lập tức đóng miệng lại, dường như hít thở nhiều hơn một hơi. Cũng sẽ khiến cơ thể bị mất nhiều nước hơn, sau đó bất lực quay người, muốn tiếp tục đi về phía trước. Chân bất ngờ mất sức, bước chân loạng choạng, suýt nữa ngã xuống đất. Đi chậm thôi. Tống Du nhắc nhở, lấy ra túi đựng nước, ta còn một chút nước, có thể chia cho người một ngụm. Thật sao? Thương nhân cuối cùng cũng lên tiếng. Thật. Một ngụm bao nhiêu tiền? Không cần tiền. Không cần tiền. Cầm đi. Tống Du đưa túi đựng nước của mình cho hắn ta. Thương nhân không chút do dự nhận lấy, ngay lập tức kéo nút chai ra, ngửa đầu há miệng, muốn uống một ngụm lớn, do dự một chút, lại đổi thành uống một ngụm nhỏ, sau đó mới trả lại cho Tống Du. Cảm ơn tiên sinh, nhưng nơi này hạn hán rất nghiêm trọng, rất thiếu nước, chút nước của tiên sinh vẫn nên tiết kiệm một chút, đừng tùy tiện tặng cho người khác. Ta có đạo hạnh bên người, không chết khát đâu. Thật là, người đi tìm nước sao? Muốn mua một ít nước. Trước đây nơi này có rất nhiều người, mỗi năm ta đều mua nước ở đó. Dường như sau khi uống một ngụm nước, đã lấy lại được một chút sức lực, hoặc là để trả ơn cho ngụm nước này, thương nhân nói, kết quả là từ mùa xuân năm ngoái nơi này hạn hán. Không một giọt mưa nào, thậm chí ô dù cũng sắp bị bỏ đi, họ còn không có nước uống, có lẽ nhiều người đã chuyển đi, hoặc là chết khát. Ngụm nước đó đối với hắn ta lúc này đang rất thiếu nước, rõ ràng chỉ là muối bỏ biển. Hắn ta vừa điều khiển giọng nói và thở ra để nói chuyện, vừa không thể không nhìn chằm chằm vào túi đựng nước của Tống Du. Uống thêm một ngụm nữa đi. Làm sao được? Ngụm đó quá nhỏ. Tống Du vừa nói vừa đưa túi đựng nước cho hắn ta, đồng thời hỏi, những người trên đường này cũng đều chuyển đi sao? Làm sao khác được? Thương nhân ừng ực uống một ngụm nước, không dám đổ một giọt nào, mới nói, Tây Vực là vùng đất khô hạn, đã sớm dân chúng không sống nổi. Vốn tưởng chỉ hạn hán năm ngoái, năm nay sẽ tốt hơn, nhưng kết quả là năm nay khai xuân đã lâu như vậy vẫn không một giọt mưa nào, nhiều người không chịu nổi nữa, đành phải bỏ chạy khỏi nơi này. Đều đi đâu? Có người đi về phía Tây, đó là Giang Nam ngoài biên ải, có người đi về phía Bắc, dù sao thì chỗ nào không hạn hán thì đi đến đó. Thương nhân nói, đây là địa giới thành sông của đô hộ phủ Tây Châu trước đây, phía trước là núi Hoa Nham nổi tiếng. Nơi đó có một ngã ba đường, toàn bộ Tây Vực phía Nam, không có mấy con đường lớn, dù đi xa một chút, đều phải đi qua đó. Cho nên nơi này mới tụ tập nhiều người như vậy. Thì ra là như vậy. Tống Du cũng hiểu một chút về địa lý của Đại Yến. Ban đầu, Đại Yến đặt trị sở của đô hộ phủ Tây Châu ở đây, gọi là Thành Hà. Sau đó, khi Đại Yến kiểm soát ngày càng sâu rộng vào Tây Vực, trị sở cũng di chuyển về phía Tây. Nước này, ngài có thể uống thêm một chút, dành lại cho mèo nhà ta và con CHM Yến. Tống Du nói, uống hết rồi chúng ta có thể đi tìm thêm, dù khô hạn đến đâu, sa mạc vẫn có ốc đảo và nguồn nước. Vậy ta uống thêm một ngụm nữa. Thương nhân lại ngửa đầu, từ từ uống một ngụm nhỏ, lại chia nhỏ ra nuốt nhiều lần, mới đưa túi nước lại cho Tống Du. Sau đó, hai người cùng hẹn đi, im lặng tiến về phía trước. Con đường tơ lụa Tây Vực thịnh vượng chưa từng có, thu hút rất nhiều thương nhân gan dạ. Những người này không phải toàn bộ là đội thương đoàn lớn, mà còn có rất nhiều người đi một mình hoặc thành nhóm 3-4 người, có thể là những thương đoàn tương lai. Người thương nhân này vốn là người Long Châu, thời trẻ học hành, nhiều lần thi trượt, gia đình nợ nần chồng chất, lại thêm biến cố, nên mới liều lĩnh ra ngoài buôn bán. Đây là một con đường vàng, một chuyến có thể tích lũy khối tài sản khổng lồ. Càng khô hạn, đường càng khó đi, người cùng bạn nhặt vàng trên đất càng ít, chỉ là có thể cũng sẽ mất mạng. Cho đến khi đi về phía trước, người ngày càng đông, Tống Du vẫn chưa uống nước, cũng không dùng pháp lực linh lực để nuôi dưỡng cơ thể. Thậm chí cố ý ngăn cản quá trình này, mục đích là để trải nghiệm cảm giác thiếu nước bổ sung trong thời tiết nóng hơn nhiệt độ cơ thể, xem nó có cảm giác như thế nào. Thậm chí Tam Hoa Nương Nương bảo hắn uống nước, hắn cũng không uống. Đối với hắn, đây là một trải nghiệm mới lạ.
đối với những người khác bên đường, đó lại là mối đe dọa đến tính mạng. Càng bước đi về phía trước, nước nhanh chóng bị mất đi, môi Tống Du cũng trở nên khô rát, đầu óc bắt đầu hơi mơ hồ, miệng vô cùng khát, ham muốn uống nước lên đến đỉnh điểm. Chỉ là hắn ta cuối cùng không phải là người bình thường, cuối cùng không thể cảm nhận được cảm giác của những người dân lưu lạc trên đường lúc này. Có lẽ chỉ có thể cảm nhận được một phần nhỏ. Sau đó, dựa vào một phần nhỏ đó, để đoán ra toàn bộ, để suy nghĩ về nỗi thống khổ mà người dân trong nạn hạn hán phải chịu đựng. Cho đến khi đi đến Hoa Nham Sơn nổi tiếng trong lời kể của thương nhân. Phía trước là một vách đá dựng đứng cao lớn, các lớp đá phân tầng rõ ràng và thể hiện màu sắc khác nhau, trông như một bức tường trời. Dưới chân vách đá có ba con đường, dẫn đến ba hướng khác nhau, chỗ giao nhau có dựng rất nhiều lều và nhà gỗ đơn sơ, rất nhiều người đi qua đây. Dừng lại nghỉ ngơi, phần lớn là im lặng, số ít trao đổi với nhau về hạn hán ở khắp nơi, trao đổi về nơi có nguồn nước. Cũng có rất nhiều người ngã xuống ở đây, không thể dậy nổi nữa. Tống Du cũng ngồi xuống ở đây, có cảm giác ngồi xuống là không muốn đi thêm nữa. Chương 1052, giọt nước thành hồ. Buổi sáng dưới chân núi Hoa Nham, người đông như kiến, vị tiên sinh không đi nữa sao? Thương nhân vô lực đứng bên cạnh đạo nhân, ánh mắt dò xét hắn vài lần, thấy hắn không phản ứng, mới cất lời hỏi. Còn vài ngày nữa mới đi, đạo nhân quay đầu nhìn đám người tị nạn xung quanh, rồi ngước nhìn mặt trời đang dần trở nên nóng bức. Nơi đây khô hạn hơn nhiều so với Sa Châu, nếu trời lại mưa thêm một trận nữa, e rằng sẽ phải tốn thời gian hơn cả trăm ngày. Hơn nữa, nơi đây thiếu vắng địa hình giữ nước, lại thiếu dân cư, mưa một trận không những không có nhiều tác dụng, thậm chí còn không giữ được nổi một ngày. May thay, hắn còn một cách khác. Vậy thì ngồi phía sau đi, chỗ có thể che nắng, nơi này nắng quá, tiên sinh mà không che nắng thì sẽ nhanh chóng bị nắng thiêu thành người khô. Ta có tu vi hộ thân, không sợ. Tống Du vừa nói, vừa ngước nhìn hắn ta, giọng điệu hiền hòa, nơi đây tốt, ta sẽ ngồi đây, thuận tiện cảm ngộ linh khí. Ngài không nên ở lại đây lâu. Tống Du nói với hắn ta, dường như không hề bận tâm đến việc sẽ mất bao nhiêu lời, ta thấy ngài có lễ nghĩa và giữ gìn phẩm hạnh, vừa dũng cảm lại vừa kiên định, thật hiếm có. Những thăng trầm của cuộc đời chỉ là tạm thời, chỉ cần vượt qua được khó khăn này, về sau, dù không nói đến việc có thể thành đại sự, cũng khó mà trở thành người vô dụng, hãy nhanh chóng rời đi, tìm kiếm con đường thoát thân đi. Môi thương nhân khô nảy đến trắng bệch, lại nhìn thấy cái túi đựng nước của đạo nhân, biết rằng bên trong thực sự cũng không còn hai ngụm nước, không dám xin, cũng không còn sức nói chuyện, chỉ cúi đầu chào hắn, rồi lảo đảo quay người rời đi, tiến về phía chỗ dâm mát phía trước, nhìn lại một lần. Đạo nhân ngồi xếp bằng, hành lý đặt cạnh bên, con ngựa cũng đứng bên cạnh hắn, con mèo thì tìm một gò cát nhỏ, đứng lên, duỗi dài cổ, nhìn xung quanh. Thật là một đạo nhân kỳ lạ. Thương nhân đi đến chỗ dâm mát, vừa thở phào nhẹ nhõm, không kịp phòng bị, chân mềm nhũn, ngã xuống đất. Sa mạc mênh mông chẳng mấy con đường lớn, núi Hoa Nham là nơi đi lại bắt buộc của cả vùng Hà Thành. Vô số thương nhân, khách du lịch, người tị nạn tụ tập ở đây. Không ai dám đi đường khi nắng nóng như thiêu đốt, dù bạn mang theo bao nhiêu nước cũng sẽ không đi được vài dặm là gục ngã dưới nắng gắt và nhiệt độ cao, rồi nhanh chóng bị nướng thành xác khô. Do đó, mỗi khi gần đến giữa trưa, mọi người đều phải cố gắng tìm kiếm chỗ trú ẩn, dù không tìm được. Cũng phải co cụm dưới bóng râm cạnh con lạc đà, dùng vải che chắn cơ thể, chỉ buổi sáng và chiều tà mới là thời gian lý tưởng để đi đường. Vách đá của núi Hoa Nham được đục khoét thành nhiều hang động, cũng có không ít khe núi, khe nứt tự nhiên, còn dựng một khu lều và nhà gỗ, đều có thể chứa người che nắng. Cộng thêm núi Hoa Nham hướng về phía tây, mỗi khi qua trưa, tự nhiên sẽ đổ bóng xuống mặt đất, tạo thành những mảng bóng lớn, lâu dần, tự nhiên trở thành nơi che nắng lý tưởng cho những người qua lại. Lúc này có vô số người dừng chân ở đây, thỉnh thoảng lại vang lên những cuộc trò chuyện yếu ớt. Có người hiểu, có người không hiểu. Thời tiết quỷ quái này. Có ai biết gần đây còn nước ở đâu không? Còn nước ở đâu? Sông của Hà Thành đã cạn, Hà Thành sắp thành thành trì hoang rồi, chưa thấy mọi người đều chạy ra ngoài à? Chẳng lẽ không cho người ta sống sao? Các ngươi định đi đâu? Đi được ra ngoài sao? Không đi cũng chết thôi. Chuyến này phải bỏ mạng. Than ôi! Sử dụng chút sức lực cuối cùng để trò chuyện là sự an ủi vô thức mà con người tìm kiếm khi cận kề cái chết. Là sự kỳ vọng vào thông tin về nguồn nước,
cũng là những tiếng thở dài và than vãn cuối cùng trong đời. Trời ơi, nếu ông không cho người ta sống, thì hãy thu nhận chúng ta đi, sao lại để chúng ta phải chịu khổ trên đời này? Cả đời này ta chưa làm điều gì xấu. Tiếng khóc than, tiếng than thở, tiếng cầu nguyện, tiếng nào cũng bay vào tai đạo nhân. Cho dù là những người đang nói chuyện hay những người đang im lặng, cũng không khỏi nhìn về phía đạo nhân ở phía trước. Mọi người có người trốn trong hang động, có người co cụm dưới bóng râm của khe núi, cũng có người co cụm trong khe nứt hoặc ngồi dưới lều gỗ, chỉ có đạo nhân này ngồi một mình dưới ánh nắng. Mặt trời trên sa mạc vô cùng độc hại, có thể thiêu đốt mặt đất đến mức đủ để chiên chín trứng, có thể chiếu đến mức khiến người ta không thể mở mắt. Ánh sáng chói chang phản chiếu, đạo nhân ngồi xếp bằng im lặng kia thật nổi bật, thậm chí cả bộ đạo bào trắng phai màu của hắn cũng trở nên sáng hơn, trắng hơn vài phần. Chỗ đó tình cờ có một cái hố nông. Đạo nhân không đi, con mèo và chim yến cũng không chịu đi, dù sao bóng râm do túi chiếu xuống cũng đủ che nắng cho nó và chim yến, nên cứ nhìn chằm chằm vào đạo nhân như lão tăng nhập định. Chỉ khổ con ngựa đỏ thẫm nằm bên cạnh. May thay, dù là mèo, ngựa hay yến đều có tu vi hộ thân, cũng không dễ bị chết khát chết nắng. Chỉ là khó chịu vẫn khó chịu. Càng nắng càng lâu, càng thiếu nước, cảm giác khó chịu này càng tăng lên, ngay cả yêu quái cũng không chịu nổi. Túi vẫn chiếu xuống một mảng bóng nhỏ, con mèo tam hoa lè lưỡi nằm trên mặt đất, bên cạnh còn có một con chim yến, cũng uể oải như vậy, nó khó chịu, nhưng không khỏi nhìn về phía đạo nhân bên cạnh. Đạo sĩ thực sự đang ngồi dưới ánh nắng gay gắt, đã ngồi suốt 3 ngày liền, trong suốt thời gian đó không nhúc nhích, thậm chí cũng không mở mắt. Nếu đổi lại là người thường, chỉ một buổi chiều sẽ bị nướng khô. Con mèo tam hoa không khỏi tiến về phía trước, bò rất chậm. Vừa bước chân ra khỏi bóng râm, chạm vào mặt đất dưới nắng gay gắt, một luồng nóng rát lan tỏa. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến nàng thu chân lại như tia chớp, mãi đến khi dùng linh lực bảo vệ bản thân mới lại bước tiếp về phía đạo sĩ. Tiến lại gần quan sát, rồi ngửi ngửi, giống như lần đầu tiên quen biết, xem xét tình hình của hắn. Chỉ là con mèo tam hoa ngày xưa sợ đạo sĩ chết, xem thử hắn còn sống hay không, còn con mèo tam hoa bây giờ đương nhiên đã biết, đạo sĩ không dễ chết như vậy, nhưng vẫn muốn quan sát hắn. Đạo sĩ, ngươi khát không? Con mèo tam hoa hỏi thử đạo sĩ, giọng rất nhỏ, sợ làm phiền hắn, lại muốn nghe hắn trả lời. Meo meo, con mèo tam hoa lại nghiêng đầu tiến lại gần đạo sĩ, nhìn về phía miệng khô khốc của hắn, ngươi uống nước không? Chúng ta còn một chút nước. Tam hoa nương nương hãy trở về đi, đừng làm phiền tiên sinh nữa. Giọng chim yến vang lên từ phía sau, cũng rất nhỏ, có chút yếu ớt, tiên sinh đang cảm ngộ một loại linh khí. Ngô, con mèo lập tức quay đầu, nghi ngờ nhìn về phía hắn. Tam hoa nương nương không phát hiện sao, xung quanh tiên sinh có một loại linh khí, ngày càng dày đặc, càng ngày càng huyền diệu. Meo meo, con mèo cẩn thận cảm nhận, dường như đúng là như vậy, cảm giác này dường như có chút quen thuộc. Dương Đô, Dương Đô, Dương Đô từng có những thứ tương tự. Đúng vậy. Con mèo hơi mở to mắt, ngươi dường như thông minh hơn ta. Mặt trời rất nắng, đã 2 ngày không uống nước, tam hoa nương nương đừng nói chuyện nữa, cũng đừng đi lại, trở về trốn đi, đợi đến tối trời mát hơn, ta sẽ dẫn ngựa đi tìm nước trong sa mạc. Được rồi, lần này con mèo không đi bộ nữa, mà khom chân nhẹ nhàng nhảy một cái, liền từ bên cạnh đạo sĩ nhảy lên cái túi bên cạnh. Hình dáng vươn mình trên không trung, tạo bóng đổ xuống mặt đất. Chim yến lập tức như bị đánh thức bản năng sợ hãi trong huyết mạch, vô thức muốn chạy, cánh đã giang ra, lại cố nhịn, thu lại. Chỉ là khi con mèo nhảy trở về bên cạnh nó vẫn lặng lẽ dịch chuyển chân, tránh xa con mèo một chút, lòng mới nhẹ nhõm. Mặt trời lặn, hoàng hôn dần buông xuống. Sự nóng bức bốc lửa trong trời đất cuối cùng cũng bắt đầu chuyển sang dịu dàng, đến tối mới trở nên dễ chịu. Buổi sáng là khoảng thời gian mát mẻ nhất. Chỉ là khi mặt trời mọc, nhiệt độ lại nhanh chóng tăng lên, như thể đang thể hiện sức mạnh của nó với thế giới. Cứ như vậy, một vòng tuần hoàn lại được lặp lại. Trong suốt thời gian đó, mỗi khi trời mát vào buổi sáng và chiều tối, có người đi ngang qua bên cạnh đạo sĩ, thấy hắn ngồi bất động, cũng sẽ đến xem xét tình hình của hắn. Thậm chí thấy hắn là đạo sĩ, còn đặc biệt chiếu cố, dù bản thân đã khát khô cổ đến không còn sức lực, nhưng cũng sẽ đến hỏi han, xem hắn còn sống hay không, khuyên hắn rời đi. Đạo sĩ đương nhiên là không trả lời. Thỉnh thoảng cũng có kẻ gian tà, muốn xem thử trong túi có gì,
xem túi nước có rỗng không, đều bị con ngựa đỏ thẫm ngóc đầu lên, làm động tác muốn đá, liền bị dọa lùi. Cứ ngồi như vậy, lại là mấy ngày, linh khí bên cạnh đạo sĩ ngày càng dày đặc huyền diệu, chim yến lẫn mèo tam hoa đều nhận thấy rõ ràng. Sự huyền diệu nơi này thật khó diễn tả, chúng cũng không biết cách hiểu, cách cảm ngộ, chỉ biết dù là ở trong trung tâm của linh khí huyền diệu, không làm gì cả, tự nhiên cũng như được tẩy lễ, nếu có thể nắm bắt thêm một chút, thì lại thêm một chút tạo hóa. Cho đến khi ngồi được 10 ngày, trong lúc tu luyện cảm ngộ, linh khí tự nhiên ảnh hưởng đến thiên địa. Đạo sĩ cuối cùng cũng mở mắt, lúc này đang là một buổi chiều tà. Phía trước vẫn có vô số thương nhân, dân lưu lạc lầm than đi qua, trong bóng mát của núi Hoa Nham cũng có người lần lượt đi ra, đi về phía xa, khát khô cổ, như những xác sống. Ngẫu nhiên có một thương nhân Tây Vực lớn tuổi, rất lạc đà, lảo đảo đi về phía đạo sĩ. Hình như đã trốn trong bóng mát của Hoa Nham Sơn để xem hắn cả ngày rồi, trước kia nắng nóng, không dám đến gần, giờ mặt trời lặn, mới đến xem thử đạo sĩ sống chết thế nào. Thấy đạo sĩ mở mắt, tuy yếu ớt, nhưng ánh mắt lại điềm tĩnh, hắn ta lập tức giật mình. Ngươi còn sống? Ừ, đây là người đầu tiên mà đạo sĩ mở mắt ra nhìn thấy. Tiên sinh từ đâu đến? Sao lại ngồi ở đây cả ngày? Sao không đi trốn nắng ở phía sau? Sao không rời đi? Tại hạ tu luyện ở đây. Tu luyện? Thương nhân lắc đầu, nơi này khô hạn như vậy, tiên sinh vẫn nên nhanh chóng rời đi. Nếu không đủ nước, ta có thể nhường cho tiên sinh hai ngụm, coi như làm việc thiện. Đa tạ. Tống Du nói xong đứng dậy, giọng điệu thành khẩn, nhưng tại hạ không thiếu nước. Nhiều người đi đường đều nhìn về phía hắn. Chỉ thấy đạo sĩ cầm túi nước bên cạnh, dường như muốn uống. Mọi người thấy vậy, ánh mắt không khỏi thêm phần ngưỡng mộ, có lẽ là nóng lòng. Thậm chí cổ họng cũng vô thức bắt đầu nuốt nước bọt, nhưng đạo sĩ rút nút túi nước, lại không uống, mà từ từ nghiêng túi nước xuống. Mọi người vừa nhìn thấy, lại sửng sốt. Nước trong túi nước cũng gần cạn, dù nghiêng túi nước hoàn toàn, miệng túi cũng chỉ xuất hiện một giọt trong suốt, như viên pha lê, dừng lại vài hơi thở, mới từ từ rơi xuống. Bộp, giọt nước rơi xuống sa mạc khô cằn. Một giọt nước nhỏ bé, lập tức bị sa mạc nuốt chửng, nhưng không biến mất, mà như một mồi lửa, làm ẩm sa mạc. Rồi như đất vỡ ra một cái miệng dẫn đến dòng sông ngầm, từ điểm ẩm ướt đó nước điên cuồng tuôn trào, mở rộng nó, từ từ hóa thành hồ nước. Các bạn đang nghe chuyện Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiên của tác giả Kim Sắc Mạt Lị Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 1053, thêm một chút lòng tốt, 1. Rào rào, soạt soạt, giữa sa mạc Gobi khô hạn bỗng xuất hiện tiếng nước chảy róc rách, tiếng nước vỗ bờ. Không biết bao nhiêu người ngây ngẩn nhìn, không tin vào mắt mình, không biết đây là thật hay là mơ, là ảo giác trước khi chết, hay là ma quỷ mê hoặc tâm trí, là ảo ảnh sa mạc. Đặc biệt là những người vừa mới đi ngang qua bên cạnh đạo sĩ, đang quay đầu nhìn hành động của đạo sĩ, thì hầu như đều ngẩn ngơ. Nhìn dòng nước trong veo phun trào, ban đầu bị bẩn bởi cát bụi sa mạc, trở nên đục ngầu, nhưng vùng đất này chủ yếu là đá vụn, nên nước nhanh chóng trong veo trở lại, lan rộng ra xung quanh. Một số người vốn đi ngang qua gần bên cạnh đạo sĩ, lúc này nước đã lan đến chân họ. Họ đều cúi đầu nhìn xuống, mắt mở to. Nước. Cuối cùng cũng có người lao về phía trước, cúi người múc một gáo nước. Ban đầu họ nghĩ rằng có thể sẽ múc hụt, nhưng lại thật sự múc được một gáo nước trong veo, trong buổi chiều tà oi bức của sa mạc, toát ra sự mát lạnh khiến người ta rùng mình. Cho vào miệng, như uống được tiên dược. Thật sự là nước. Không phải giả đâu. Được cứu rồi. Thần tiên. Thật là thần tiên. Mọi người cuối cùng cũng không kiềm chế được, tất cả đều dùng hết sức lực cuối cùng, chen chúc nhau lao về phía trước. Thậm chí còn không thèm dùng tay múc nước, trực tiếp nằm sấp xuống bờ hồ, cúi người uống nước ngấu nghiến. Nước thật sự mát lạnh, ngọt ngào vô cùng, thậm chí trong nước còn có cá. Đạo sĩ thì dắt ngựa lùi về phía sau bờ hồ, mèo tam hoa và chim yến cũng theo hắn, nhường chỗ cho những thương nhân, dân lưu vong. Đây là nơi giao nhau của các con đường chính, người đông như kiến, chen chúc nhau bao vây quanh hồ nhỏ, thậm chí có người còn lội xuống nước. Những người ở xa ban đầu còn chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy tiếng la hét hỗn loạn từ phía này, tưởng là cướp, hoặc là gặp phải yêu quái. Sau khi đến gần, nhìn thấy ánh sáng mặt trời phản chiếu trên mặt nước, thì cũng đều chạy như điên đến đây, người nối tiếp người, không màng hiểm nguy.
Đây là con đường sống, chuyện sinh tồn của loài người, chẳng qua là vậy. Nhìn đạo sĩ dẫn ngựa đứng phía sau, chống gậy tre, môi khô nứt, không biết bao nhiêu người đi ngang qua hắn, lao về phía hồ nước do hắn tạo ra. Mặt trời lặn trên sa mạc xa xa, gần đó là mặt nước gợn sóng, hồ nước lấp lánh ánh vàng, tạo thành một bức tranh kỳ ảo và hùng vĩ. Dòng nước này không phải xuất hiện vô cớ, cũng không phải do linh khí ngưng tụ. Trước đó, Tống Du ngồi ở đây 10 ngày, cảm ngộ được linh khí thủy hành của Biển Đông. Năm phương linh khí, huyền diệu vô cùng. Linh khí thủy hành thì bí ẩn khó lường, di chuyển khó nắm bắt. Những quốc gia ven biển bị ảnh hưởng bởi linh khí thủy hành đều như vậy, không chỉ có nhiều điều kỳ lạ, thậm chí cả vị trí và khoảng cách cũng trở nên mơ hồ. Có người đã nhìn thấy họ ở cách bờ biển vài trăm dặm, có người đi xa nhất đến vài nghìn dặm cũng bị lạc vào đó. Có người từ Biển Đông vào, có người từ Biển Nam vào, đều là do sự huyền diệu của linh khí. Trước đây ở Dương Đô, Văn Bình Tử đến thăm, đúng lúc Tống Du cảm ngộ được linh khí này, đã từng gây ra hiện tượng kỳ dị. Không những khiến Văn Bình Tử đi vệ sinh mất nhiều thời gian, mà còn khiến vũng nước rửa ngựa trong sân nối liền với một nơi không rõ. Văn Bình Tử cúi đầu nhìn xuống. Cá bơi tung tăng, san hô mọc thành từng cụm, cá mập săn mồi, rõ ràng là dưới đáy biển sâu, khiến ông ta suýt nữa thì ngã xuống. Lúc đó là do duyên phận, là cộng hưởng với linh khí, gặp được là may mắn, khó lòng mà tái hiện. Tống Du nhất định phải cố gắng, nhất định phải tái tạo lại. Vì vậy trong sa mạc nóng bức, dưới ánh nắng chói chang, hắn ta cố gắng bình tâm tĩnh khí, cẩn thận cảm ngộ, ngồi suốt 10 ngày, muốn tìm lại sự huyền diệu của linh khí lúc ban đầu, nắm giữ nó trong tay. Điều này sẽ trở thành hy vọng sống của những người trước mắt, cũng sẽ trở thành một quá trình tu luyện của hắn ta. Một quá trình tu luyện hiếm có. Hiện tại, kết quả rõ ràng nhất là hắn ta đã hiểu thêm về sự huyền diệu của linh khí này, là sự cảm ngộ về một trong năm phương linh khí, cũng là sự cảm ngộ về trời đất, về đạo, và hắn ta đã hoàn thành việc sử dụng và thể hiện lần đầu tiên đối với một tia linh khí huyền diệu này. Sau một thời gian, nó sẽ trở thành một loại pháp thuật thần thông của hắn ta, hoặc có thể nâng cao trình độ của một loại pháp thuật thần thông mà hắn đã nắm giữ. Giọt nước này chỉ là một chất xúc tác, kết nối với một hồ nước ngọt trên một hòn đảo hoang vắng ngoài khơi. Nước lúc này chính là nước trong hồ cách đó vạn dặm. Tống Du nhấp môi, im lặng không nói. Dù là người tu luyện, thoát tục, nhưng cũng 10 ngày không ăn không uống, lại tiếp xúc với nắng nóng, cũng phần nào hiểu được nỗi khổ của người dân. Nhìn sơ bộ có thể biết toàn bộ. Ban đầu đã từng nghĩ đến sự khốn khổ, nhưng không ngờ lại khốn khổ đến mức như vậy. Lúc này, mọi người lần lượt uống đủ nước, lại đổ đầy các dụng cụ đựng nước của mình. Ai có mang lạc đà thì cũng cho lạc đà uống no, mới hoàn hồn, tò mò không biết nước từ đâu ra. Liền thấy có người chạy nhanh đến chỗ Tống Du, hoặc là trợn tròn mắt kinh ngạc, hoặc là xúc động rơi nước mắt, hoặc là kích động không thôi, hoặc là rụt rè. Nhưng đều quỳ xuống trước mặt đạo sĩ, vừa lạy vừa dùng những ngôn ngữ khác nhau để hô hào những lời hỗn loạn, không cần suy nghĩ cũng biết họ đang nói gì. Những người khác thấy vậy, cũng đều chạy đến, quỳ xuống đất. Là quỳ thần, là quỳ ân nhân. Đạo sĩ ban đầu còn muốn vung gậy tre, đỡ họ dậy, hoặc là khuyên họ đừng làm vậy, nhưng càng ngày càng nhiều người uống đủ nước, đều đến tạ ơn hắn ta, nên hắn không đỡ nổi nữa. Chương 1054, thêm một chút lòng tốt. 2. Chỉ có thể hơi nghiêng người, tỏ vẻ không thể chịu nổi, bớt đi sự ung dung. Có bao nhiêu người ở đây? Bao nhiêu người chen chúc bên bờ hồ? Bao nhiêu người uống no nước? Bao nhiêu người tiếp tục đổ về? Không thể đếm xuể. Chỉ thấy mặt trời lặn về phía tây, hoàng hôn sa mạc tròn trịa, hồ nước xuất hiện từ hư vô lấp lánh ánh vàng, ngoài những người khát nước vẫn chạy loạn. Đạo nhân, mèo và ngựa là những người duy nhất đứng yên, giữa đoàn người của đạo nhân và hồ nước, vô số người dân tị nạn quỳ xuống. Mỗi lần họ cúi đầu hoặc chắp tay, mỗi tiếng hô vang lên bằng những ngôn ngữ khác nhau, đều thành tâm thành ý, cảnh tượng thật hùng vĩ, lay động lòng người. Nếu đạo nhân là người phàm, có lẽ sẽ lập tức thành thần. Nói thật, thật thú vị. Trước đó, mọi người đều bò xuống bờ hồ uống nước, đoàn người của đạo nhân là những người duy nhất đứng yên, giờ đây mọi người quỳ xuống đất, vẫn chỉ có đoàn người của đạo nhân đứng yên. Đoàn người của đạo nhân vẫn đứng đó. Các vị, thời gian lên đường không còn nhiều, hãy mang đủ nước rồi rời đi. Tống Du vung cây gậy tre, nếu có ai hiểu ngôn ngữ địa phương, xin hãy giúp ta chuyển lời. Bên dưới vang lên một loạt tiếng nói, uống no nước, nói chuyện cũng có sức.
chỉ là mọi người nhìn nhau, không ai chịu đứng dậy rời đi. Bên dưới lại vang lên tiếng nói, không biết tôn thượng là vị thần nào trên trời. Ta không phải thần tiên, chỉ là một đạo nhân của Đại Yến. Không phải thần tiên, không phải. Tống Du bình tĩnh nói, chỉ là đi ngang qua đây, thấy trời đất hạn hán, các vị khổ cực, tình cơ có cách, nên đã mượn một ít nước ngọt từ những hòn đảo ở biển Đông Nam. Biển Đông Nam, mọi người nghe vậy, đều kinh ngạc không thôi. Nước này tuy mượn từ những hòn đảo hoang vu ngoài biển, nhưng dù sao cũng là mượn từ nơi khác, biển tuy không thiếu nước, nhưng hồ nước trên đảo lớn nhỏ cũng có hạn, các vị đi ngang qua đây. Có thể uống thoải mái, cũng có thể mang theo, nhưng phải nhớ quý trọng nguồn nước, khi lấy phải mang lòng biết ơn, không được tùy tiện lãng phí, càng không được phép làm ổ uế. Tống Du chống gậy che nói, giọng nói cũng hơi khàn. Chúng ta nhất định ghi nhớ, chắc chắn không dám trái lời. Cũng phải truyền bá ra ngoài, đây là nước cứu mạng, là thần thủy của thần tiên. Lúc đầu chủ yếu là tiếng phổ thông Đại Yến là chính, sau đó lại có thêm một số tiếng địa phương. Những người hiểu tiếng địa phương đã dịch cho họ, sau đó người dân tị nạn địa phương cũng đều lên tiếng, hẳn là những lời hứa hẹn hoặc lời cảm ơn. Thần tiên có phép thuật thần kỳ, tại sao? Tại sao không dùng phép thuật để dập tắt hạn hán ở đây? Có người hét lên. Hạn hán ở đây là do thiên nhiên biến đổi, biển đổi thành đồng ruộng, dù là thần hay tiên cũng không thể chống lại. Tống Du bình tĩnh nói, nghe nói. Người nói chuyện ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh, rồi nhìn về phía xa, cho đến khi ánh mắt dừng lại trên người đạo nhân này, nhìn thấy dáng vẻ và thần sắc của hắn. Mới như có chút tự tin, nghe nói hạn hán ở đây là do hỏa thần trong núi Hỏa Sơn phía sau gây ra, nếu thần tiên có thể diệt trừ tà thần đó, hạn hán tự nhiên sẽ biến mất. Đây chỉ là lời đồn. Tống Du nghe vậy, thần sắc không đổi, giọng điệu cũng không thay đổi, chỉ là trong lòng thêm phần kính trọng. Xin các vị hiểu nhiều thứ tiếng, hãy giúp ta dịch chuyển tiếp một câu, hạn hán ở đây là do thiên nhiên biến đổi, biển đổi thành đồng ruộng, thiên nhiên biến đổi. Là hiện tượng bình thường, không liên quan gì đến yêu ma quỷ thần, xin các vị đừng vì thế mà khinh thường bất kỳ vị thần nào, như vậy là vu khống, không phải việc tốt. Lần hạn hán này không liên quan đến hỏa thần ở Hỏa Sơn, cũng không liên quan đến vũ thần ở Long Châu Sa Châu, lại là một mớ hỗn độn. Mọi người nhìn nhau, nhưng nghe từ miệng vị thần tiên cứu mạng, họ cũng phải tin. Các vị xin đứng dậy, xin đi về phía trước, đi đến tận nơi xa, cũng xin hãy truyền bá việc này ra ngoài. Đa tạ thần tiên, cuối cùng cũng có người đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Tống Du nhìn thấy người thương nhân Tây Vực trước đó định tặng nước cho mình, khuyên mình rời đi, lúc này người đó đã nhét đầy bụng và túi nước. Tống Du hơi gật đầu chào hắn, hắn cũng đáp lễ, rồi dẫn lạc đà của mình đi về hướng đông, có lẽ điểm đến là Tây Thị của Trường Kinh. Hồ nước vẫn lấp lánh ánh nước. Chờ đến khi mặt trời lặn hẳn, bầu trời lại hiện ra ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, tựa như xanh không phải xanh, tựa như tím lại đỏ, tựa như hồng lại trắng, dịu dàng và mơ màng, cũng phản chiếu xuống hồ nước trên sa mạc này. Ánh hoàng hôn này ít nhất phải mất một canh giờ mới tan, thương nhân đi đường được ánh hoàng hôn chiếu rọi, lại được bổ sung nước, hẳn là có thể đi một quãng đường không ngắn. Tống Du suy nghĩ một chút, nhìn về phía xa. Dưới chân núi Hoa Nham có đá, cách khá xa. Đạo nhân chỉ cần vung cây gậy tre. Một tảng đá lớn lập tức bay tới. Ầm. Tảng đá rơi xuống bờ hồ, phát ra tiếng động trầm đục. Rất nhiều người bị giật mình, quay đầu nhìn lại. Con mèo cũng vươn cổ, nhìn thẳng. Dưới ánh mắt của bọn họ, đạo nhân chỉ cần vung cây gậy tre trong không trung, tảng đá liền bị chặt bỏ một lớp, lộ ra một mặt phẳng nhẵn nhụi. Sau đó, đạo nhân cầm gậy tre viết chữ. Vào năm đầu tiên Đại An, Tây Vực tự nhiên biến đổi, hạn hán 2 năm, không một giọt mưa, sinh linh khổ cực, dân không thể sống nổi. Nước trong hồ này mượn từ những hòn đảo hoang vu vô danh ở biển Đông Nam, những người đi lại có thể thoải mái lấy nước, không được phép mạo phạm. Chỉ mong tảng bia đá này có thể trường tồn. Để thế nhân biết rằng hạn hán không phải do hỏa thần gây ra. Để thế nhân biết rằng nước trong hồ từ đâu đến. Để thế hệ sau biết về hạn hán lúc này, để thế hệ sau biết rằng sự biến đổi tự nhiên của Tây Vực bắt đầu từ khi nào, không hề để lại tên. Các bạn đang nghe chuyện Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiên của tác giả Kim Sắc Mạt Lị Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 1055, không tốn một chút công sức, 1.
Ánh hoàng hôn dần tan biến, nhường chỗ cho vầng trăng tròn tỏa sáng trên đỉnh đầu. Trăng đêm nay sáng rực rỡ lạ thường, bầu trời không một gợn mây, ánh trăng rọi xuống mặt đất không một vật cản, chiếu sáng mọi thứ rõ ràng. Ngay cả khi phải đi đường vào ban đêm cũng chẳng thành vấn đề. Bờ hồ cuối cùng đã vắng vẻ, phần lớn khách thương lái dừng chân tại Hoa Nham Sơn đã tiếp nước và rời đi. Cuối cùng, Tống Du cùng với con ngựa đỏ thẫm, con mèo tam hoa và con chim yến đã đến được bờ hồ. Uống cho đã nhé. Tống Du vuốt ve cổ ngựa. Những ngày qua, các ngươi cũng vất vả rồi. Con ngựa cúi đầu, uống nước. Chim yến cũng đứng bên hồ, cúi đầu mổ nước, rồi lập tức ngẩng đầu lên, ngậm nước và nuốt nhanh chóng. Con mèo tam hoa cúi đầu liếm nước rất nhanh. Đạo nhân thì dùng túi đựng nước để uống, mỗi người một cách uống nước riêng. Uống một lúc, con mèo tam hoa dừng lại, bỗng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào giữa hồ, vẻ mặt nghiêm nghị, không động đậy. Gió thổi trên sa mạc, làm gợn sóng mặt hồ. Ánh trăng soi xuống, mặt hồ lấp lánh ánh bạc. Con mèo thu lại ánh nhìn, rồi tiếp tục liếm nước. Liếm một lúc, nó bỗng đi về phía trước, cả con mèo bước vào trong hồ và nổi lên, bộ lông dài nổi bồng bềnh trên mặt nước. Chỉ lộ ra cái đầu tròn xoe của con mèo, bốn chân nhỏ đạp nước, đẩy cơ thể nó bơi càng lúc càng xa, trông khá thú vị. Ánh trăng đẹp quá. Tống Du cầm túi đựng nước, nhìn về phía xa. Nước thật sự trong veo, ngọt ngào, đặc biệt là ở nơi này. Khát nước đã lâu, mọi tế bào trong cơ thể đều khao khát được nước làm dịu. Lúc này được uống một ngụm nước trong veo, ngọt ngào, quả là không có gì thoải mái hơn. Tam hoa nương nương đừng có mà đi tiểu trong hồ đấy. Con mèo tam hoa lập tức dừng động tác đạp nước, cả con mèo trôi lơ lửng trên hồ, cũng dần dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm vào đạo nhân, không chớp mắt. Nó nhìn chằm chằm một lúc lâu mới thu lại ánh nhìn, không nói gì, chỉ tiếp tục đạp nước, cơ thể nhỏ bé cũng từ từ trượt trên mặt nước, cho đến khi đột nhiên, nó lao xuống nước. Ung ục, mặt hồ nổi lên vài bong bóng nhỏ. Một lúc sau, nó mới ngoi lên, lại đạp nước, xoay người bơi về bờ, lúc này miệng nó đã ngậm một con cá. Lên bờ, lắc lắc nước, thả con cá xuống, ăn cá. Con mèo tam hoa nghiêm nghị nói với đạo nhân, rồi quay người, lại bước xuống hồ, tam hoa nương nương đi bắt thêm. Bữa tối nay là cá sông, là cá từ những hòn đảo ngoài khơi xa xôi. Tống Du ăn no uống đủ, ngắm trăng, trải tấm thảm len ra bên bờ hồ, ngủ một giấc ngon lành. Tuy rằng sa mạc ban ngày nóng chết người, nhưng đến đêm, nhiệt độ lại rất dễ chịu, trải tấm thảm len, không cần đắp chăn, chỉ cần dùng tấm chăn quấn lấy bụng, không lo gì, tự nhiên ngủ ngon. Thật sự đây là giấc ngủ ngon hiếm hoi trong những ngày gần đây. Sáng sớm hôm sau, Tống Du uống thêm một ít nước, cũng đựng đầy nước, nhất là cho ngựa uống no, rồi lên đường. Rời khỏi con đường lớn, đi vào sa mạc, lại là đất rộng trời cao, lại là đoàn người của đạo nhân. Ban ngày tránh nắng, sáng sớm và tối muộn di chuyển, cô độc nhưng kiên định. Vừa tìm kiếm linh khí của hỏa hành, vừa tìm kiếm một cuộc tu luyện, vẫn có thể nhận ra hướng đi. Khoảng cách không xa, chỉ khoảng 200 dặm. Đi gần đến, ba linh khí còn lại tự nhiên cảm ứng được. Tống Du đi 3 ngày, nhìn thấy khu vực đó. Đó là một thành phố ma quỷ trên sa mạc. Nói là thành phố ma quỷ, chính là địa hình bị phong hóa. Là những gò đất trên mặt đất bị phong hóa, bào mòn bởi gió, nước cuốn trôi, tạo thành những gò đất bị phong hóa song song, xen kẽ theo hướng gió. Thiên nhiên và gió đều là những nhà điêu khắc vĩ đại, vì vậy những gò đất này cũng bị gió điêu khắc thành những hình dạng khác nhau, không có cái nào giống cái nào. Thường thấy nhất là những dải dài trên mặt đất theo cùng một hướng, giống như những chiến hạm chiến thuyền xếp hàng ngay ngắn trên biển sau nhiều năm. Kỳ lạ hơn nữa thì có đủ mọi hình dạng, có cái giống con vật, có cái giống pháo đài, có cái giống nhà cửa, có cái giống yêu ma quỷ quái, rất kỳ lạ. Vì hình dạng kỳ dị, kỳ quái của nó, cộng với mỗi khi gió nổi lên, gió thổi qua những gò đất sẽ phát ra tiếng rít như tiếng ma khóc quỷ gào nên được gọi là thành phố ma quỷ. Nơi đó đã đến nhưng tìm kiếm thì hơi rắc rối. Diễm Dương Chân Quân đã nói rõ ràng, linh khí đó sinh ra từ sâu trong lòng đất của sa mạc này. Dưới lòng đất rất nóng, nham thạch chảy tràn, linh khí bùng nổ, rất không ổn định. Lại còn kết nối với toàn bộ mạch linh khí của vùng đất này, nhiều năm tích tụ sự nóng bức, cuối cùng mới ươm mầm cho linh khí này. Linh khí sinh ra, bản thân nó sẽ ảnh hưởng đến trời đất,
trùng hợp là hướng đông nam của Tây Vực, cùng với vùng đất Sa Châu, Long Châu biến đổi, dần trở nên khô hạn, phù hợp với đặc tính của nó. Do đó, sự hiện diện của nó rất tự nhiên đã làm trầm trọng thêm quá trình này, khiến hạn hán trên vùng đất này đến đột ngột và dữ dội, không cho người dân cơ hội phản ứng và vùng vẫy. Đồng thời, linh khí này ẩn giấu rất sâu. May mắn là, Diễm Dương Chân Quân đã từng xuống tìm nó, trên mặt đất phải có một vết nứt dẫn xuống lòng đất. Chỉ là vết nứt này không dễ tìm. Chương 1056, không tốn một chút công sức. 2. Không phải là một vết nứt trên vùng sa mạc rộng lớn khó tìm thấy, mà bởi vì năm nay hạn hán, trên sa mạc đầy rẫy vết nứt. Từ vết nứt nhỏ thông thường đến vực sâu, hầu hết các vết nứt đều không sâu, cũng không dẫn xuống lòng đất. Tống Du đã lang thang trong thành phố ma quỷ này vài ngày, vừa ngắm nhìn cảnh quan kỳ dị của vùng đất này, vừa tìm kiếm lối vào dẫn xuống lòng đất để tìm linh khí. Phong cảnh khiến hắn ta phải ngạc nhiên, nhưng vết nứt mà Diễm Dương Chân Quân nói vẫn chưa tìm thấy. Tất nhiên, lực lượng chính tìm kiếm là chim yến. May mắn là những gò đất này đủ loại, mang đến cho hắn một nơi trú nắng tuyệt vời, không cần phải mỗi khi mặt trời lên là phải tìm kiếm nơi trú ẩn trong sa mạc mênh mông. Chỉ cần tâm không vội, cũng khá thư thái, chắc chắn là ở đâu đó trong khu vực này. Tống Du cảm nhận được linh khí dưới lòng đất, đồng thời chú ý đến động tĩnh của ba loại linh khí khác mà mình mang theo. Gần như đã xác định được vị trí, nếu tối nay vẫn chưa tìm thấy, thì chỉ có thể tự đào một đường hầm dẫn xuống lòng đất. Được, lại một lần nữa mặt trời lặn. Chim yến không chút do dự, vỗ cánh bay đi, trong nháy mắt biến thành một chấm nhỏ trên bầu trời, biến mất. Tống Du cũng đi ra ngoài. Đất vàng đỏ, trên đó là vô số gò đất bị bào mòn bởi gió, trông kỳ dị. Ánh hoàng hôn gần như là gắn sát vào đường chân trời, chiếu ánh sáng xuống, bóng của mỗi gò đất đều rất dài. Đi bộ trong đó, ngoài bản thân ra dường như không có sinh vật nào khác, lại nghe tiếng gió thổi qua như tiếng ma khóc, không thể tránh khỏi cảm giác sợ hãi. Nhưng vị đạo sĩ này không quan tâm, thong thả đi xa. Tam Hoa Nương Nương cũng theo sát sau lưng đạo sĩ nhà mình. Chỉ là con mèo thì cảnh giác hơn con người, bất kỳ tiếng động nào cũng đủ để nó cảnh giác. Khả năng tưởng tượng phong phú cũng đủ để nó tưởng tượng những gò đất thành những thứ khác nhau. Sau vài ngày như vậy, nó vẫn chưa quen với sự kỳ lạ và tiếng gió ở đây, nên đi bộ trong đó. Vừa phải cẩn thận đi sát chân đạo sĩ, vừa phải liên tục quay đầu nhìn xung quanh để hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ vị đạo sĩ của mình. Đêm tối dần buông xuống, vẫn chưa tìm thấy. À, Tống Du lắc đầu cười, không quan tâm, nói với chim yến, cảm ơn ngươi, không tìm thấy đường hầm cũng không sao. Dù sao nó cũng ở dưới đó, vậy thì sáng mai sẽ xuống. Được, nghỉ ngơi cho tốt. Tống Du nằm xuống, lại ngắm trăng sao. Chỉ là vào nửa đêm, đột nhiên có một ánh sáng lóe lên từ xa, kèm theo một chút nóng bức và linh khí dao động, làm giật mình giấc ngủ của đạo sĩ và con mèo Tam Hoa. Con mèo Tam Hoa rất cảnh giác, lập tức mở mắt, cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, không hề lười biếng, lật người dậy, rồi đứng trên đất, duỗi dài cổ, ngoái đầu nhìn về hướng đó. Hừ, con mèo Tam Hoa nói nơi này không ổn. Những tảng đá này kỳ lạ, có cái giống người, có cái giống ma, có cái giống chó, nhìn không ổn. Vị đạo sĩ này còn nói là bình thường. Con mèo Tam Hoa nhìn xung quanh, không nhìn rõ, sau đó lại nhìn về phía một gò đất gần đó, đột nhiên chạy một mạch. Dựa vào những chỗ gồ ghề trên gò đất kỳ dị, nhanh nhẹn chạy lên, nhanh chóng leo lên đỉnh gò đất, nhìn về hướng đó. Thì thấy một luồng ánh sáng đỏ từ xa bay lên, bay về phía này, tốc độ rất nhanh, gần như lóe lên trong không trung, trong nháy mắt đã đến trước mặt. Mèo Tam Hoa lập tức cảnh giác. Tuy nhiên, ánh sáng đỏ hạ xuống, lại là một người đàn ông mặc áo đỏ, tóc dài râu ria, tay cầm một vật phấp phới. Mèo Tam Hoa không khỏi ngẩn người, chính là Diễm Dương Chân Quân. Thấy vị đạo sĩ nhà mình không vội không hoảng đứng dậy, hành lễ với thần lửa, hai bên đối thoại, mới rõ ràng. Là mấy ngày trước họ đã để lại một nguồn nước dưới vách đá núi Hoa Nham, lại còn lên tiếng bênh vực thần lửa trước mặt thương nhân và dân thường, khiến mọi người truyền tai nhau, còn để lại một tấm bia đá. Thần lửa tuy không để ý đến danh tiếng nhất thời, nhưng người khác đối xử tốt với ông ta, giúp ông ta rửa sạch oan khuất, ông ta lại không thể không để tâm. Biết linh khí hỏa hành không dễ tìm, sợ Tống Du tốn nhiều công sức, nên đặc biệt đến đây, tốn mấy ngày mới lấy được linh khí, tặng cho bọn họ, coi như là đáp lễ. Đa tạ hỏa thần, phải là ta đa tạ ngươi mới đúng.
chỉ là chuyện nhỏ, lẽ ra phải làm. Vậy coi như hỏa. Thần lửa cầm linh khí, là một luồng ánh sáng đỏ phấp phới, như lửa như nước như ánh sáng, ngươi phải cầm chắc đấy, thứ này nhẹ như không, lại nặng hơn núi. Biết rồi. Tống Du hai tay nâng lên, quả nhiên nhẹ như không. Hỏa thần thấy vậy, không khỏi nhướng mày, nói với hắn, ngươi quả nhiên có bản lĩnh. Ta chỉ là được trời ưu ái, gánh vác sứ mệnh thu phục địa phủ âm gian, cho nên mới có thể lấy ngũ hành thổ mà nhẹ như không. Tống Du thành thật nói, hỏa thần mới là người có bản lĩnh. Đừng khách sáo, ta đi đây. Hỏa thần đi thong thả. Tống Du nói, sau này nếu có việc cần nhờ hỏa thần giúp đỡ, xin hỏa thần đừng tiếc lửa. Hừ. Thần lửa nghe vậy không trả lời, chỉ hừ lạnh một tiếng. Ánh sáng đỏ lóe lên trong thiên địa rồi biến mất. Thần linh ở phía dưới đã biến mất, chỉ còn lại vị đạo sĩ cầm một linh khí mà không tốn chút công sức nào, đứng phía dưới, ngẩng đầu nhìn con mèo trên gò đất. Con mèo mặt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm vào hắn. Dường như suy nghĩ, dường như hiểu ra điều gì đó. Các bạn đang nghe chuyện Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiên của tác giả Kim Sắc Mặt Lị Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 1057, Sa mạc sâu thẳm có suối nước nhỏ, 1. Tam Hoa nương nương xuống đi. Tống Du ngước nhìn con mèo Tam Hoa trên đống đất, nói. Được rồi, đống đất tuy cao, nhưng xuống cũng dễ. Chỉ thấy con mèo Tam Hoa đi đến mép đống đất, cúi đầu nhìn xuống, rồi nhảy xuống, dùng lực từ những chỗ nhô lên trên đống đất để nhảy lên xuống vài lần, rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Đây là mảnh đất chúng ta cần tìm phải không? Con mèo ngẩng đầu nhìn Tống Du. Đúng vậy, không cần tìm nữa. Đúng vậy, chim yến không cần bay mãi trên trời nữa. Con mèo lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh, làm chim yến mệt mỏi. Yên an vô dụng. Chim yến cúi đầu, xấu hổ. Chỉ là duyên phận thôi. Duyên phận không cho chúng ta tìm được đường xuống lòng đất, nhưng lại giúp chúng ta đỡ tốn sức ở nơi khác. Tống Du mỉm cười nói, chỉ là một trải nghiệm khác mà thôi. Chim yến gật đầu sau khi nghe xong, không nói thêm gì. Ừm. Con mèo bò lại gần, ngẩng đầu nhìn linh vận trong tay Tống Du, bị ánh sáng đỏ thu hút, nên tâm trí không còn tạp niệm. Cũng không còn lo lắng, đôi mắt trong veo, chỉ chứa đầy ánh sáng đỏ, không tự chủ được mà đứng thẳng lên, duỗi dài móng vuốt. Mặc dù còn cách hơn một thước, nhưng vẫn không nhịn được mà làm động tác nắm lấy trong không khí. Tống Du nhìn thấy liền mỉm cười, rồi nhìn về phía chim yến. Đôi khi mọi việc vốn đơn giản, vốn không đáng bận tâm, suy nghĩ quá nhiều, lại tự thêm phiền não, không bằng học hỏi thêm từ Tam Hoa nương nương. Trong đầu ít suy nghĩ, ít để ý đến một số thứ, trong lòng trống trải tự nhiên sẽ thanh tịnh rồi, tự nhiên sẽ bình thản tự nhiên, thoải mái phóng khoáng. Con mèo nghe đạo sĩ nói về mình, mới quay đầu lại, nghi ngờ nhìn đạo sĩ, thấy đạo sĩ không nói tiếp, nó mới thu lại ánh mắt, tiếp tục nhìn về phía ánh sáng đỏ. Chim yến cũng nhìn nó, suy tư, Tam Hoa nương nương quả thật rất vui vẻ. Tam Hoa nương nương quả thật có một sự phóng khoáng. Chỉ là bụi bẩn mà thôi, chỉ là mưa mà thôi, chỉ là côn trùng mà thôi. Chim yến nhớ lại những lời của Tam Hoa nương nương. Không chỉ những điều này, Tam Hoa nương nương không để ý đến nhiều thứ xung quanh, bao gồm cả khổ nạn, cả thất bại. Nhưng giờ nghĩ lại, dường như ngoài Tam Hoa nương nương ra, mọi người cũng không để ý đến. Vì vậy, những để ý đó dường như chỉ còn lại ý nghĩa tự làm khó mình. Nghĩ đến đây, chim yến lại bừng tỉnh. Tam Hoa nương nương đang ảnh hưởng đến mình một cách tinh vi, nếu không, trước đây, có lẽ nó sẽ không nghĩ đến điều này. Chim yến im lặng suy nghĩ, mãi không nói. Tống Du cũng mất ngủ, ngồi xếp bằng, cảm nhận linh vận này. Ú, ánh sáng đỏ bên dưới bùng lên. Linh vận này được sinh ra ở hướng Tây Bắc, không biết là tính về phía Tây hay phía Bắc. Nếu nhất định phải tính theo ngũ hành, thì phải thuộc về hỏa, tính chất nóng nảy bốc đồng, chủ về sức mạnh vận động, thúc đẩy phá hoại. Nếu như bình thường, nó phải nặng hơn núi, nóng đến mức không thể tả, có sức phá hoại cực mạnh, yêu ma thần linh, tu sĩ nhân gian thường không dám chạm vào, không dám mang đi, thậm chí chỉ đi gần nó một chút, có thể bị nhiệt độ cao của nó thiêu chết, có thể bị linh vận của nó ảnh hưởng. Bản thân xuất hiện đủ loại biến hóa, ví dụ như mất kiểm soát linh lực, tu vi hỗn loạn, đạo hạnh sụp đổ, lão hóa nhanh chóng, vân vân. Tuy nhiên lúc này nó lại nhẹ như lông hồng, lơ lửng trên không, cũng thu lại hết tính cách,
trở nên ngoan ngoãn, giống như một ngọn đèn soi sáng giữa bầu trời đêm trong sa mạc, thậm chí còn rung nhẹ theo gió đêm. Ánh sáng đỏ cùng với ánh trăng sao soi sáng một khu vực nhỏ trong sa mạc sâu thẳm chỉ có một nhóm người này. Chỉ là họ cũng nên rời khỏi đây. Soạt, Tống Du lấy ra dư địa kỷ thắng, cẩn thận lật sở, nghe tiếng động khá giòn giã, trong lòng lại có chút xúc động. Không ngờ đã 10 năm rồi, chính cuốn sách này, trang giấy cũng đã ngả màu vàng, thời gian bào mòn nắng mưa, trang giấy trở nên khô cứng, lật sở sách cũng không dám dùng sức, sợ làm gãy một góc. Vẫn lật đến trang bản đồ đơn giản, con mèo thu lại ánh mắt từ linh vận trên đỉnh đầu, bò đến bên cạnh nó, thò đầu ra cũng nhìn vào trang sách. Chim yến cũng đáp xuống vai đạo sĩ, chúng ta lại đi đâu? Con mèo quay đầu, nhìn chằm chằm vào đạo sĩ. Chỉ có con ngựa thờ ơ, lặng lẽ nằm trên sa mạc Gobi. Tam hoa nương nương, nhìn xem dầu mỡ cá của nương nương dính vào sách. Tống Du dùng mu bàn tay lau lau trang sách, bất lực nói. Không phải. Con mèo muốn biện hộ, chỉ hít hít mũi, mùi hương từ chút dầu mỡ đó thoang thoảng chính là mùi cá khô nàng bí mật làm trước đây, chắc là lúc ăn đã rơi vụn vào sách. Bị kẹp lâu nên để lại một dấu ấn nhỏ trên trang giấy, nhưng nó cũng không để ý, lắc đầu lắc đuôi, chỉ lẩm bẩm, chỉ là dầu mỡ thôi mà. Tống Du cũng mỉm cười, không nói thêm gì. Bản đồ đại yến trên trang sách, họ đã đi được hơn nửa rồi, đầy trang giấy đều là những hồi ức. Bây giờ còn lại nửa phía tây, nhưng lại rất rộng lớn, ít nhất bằng mấy châu ở phía đông của đại yến. Đi thì phải đi, đây là vùng đất rộng lớn nhất và phong cảnh đẹp nhất. Giang Nam ngoài sa mạc, con đường tơ lụa rực rỡ như mơ, phong tục tập quán của vùng đất khác, làm sao có thể bỏ qua. Chỉ là đi tiếp về phía trước, ngôn ngữ sẽ là vấn đề. Sau đó còn lại vài châu ở phía tây nam. Chương 1058, sa mạc sâu thẳm có suối nước nhỏ. 2. Vân Châu. Dầu mỡ cá khô của Tam Hoa Nương Nương rơi đúng chỗ phía nam Vân Châu, Tề Vân Sơn. Tống Du lẩm bẩm, quay đầu nhìn con mèo. Tam Hoa Nương Nương quyết định đi như thế nào? Tam Hoa Nương Nương đi theo ngươi. Vậy Yến An thì sao? Yến An chỉ dò đường tìm suối cho tiên sinh. Rất tốt, mỗi người đều có quyết định của mình. Ầm một tiếng, Tống Du đóng sách lại. Trong lòng đã có tính toán. Bên trời dần hiện lên một vệt sáng hồng, sa mạc Gobi dần sáng lên, che lấp đi ánh sáng linh khí. Ánh sáng buổi sớm chiếu xuống đỉnh gò đất cao nhất. Lúc này là lúc lạnh nhất. Tay chân của Tống Du đã lạnh cóng, nhưng lại rất thích hợp để đi đường, vì vậy hắn thu linh khí vào túi, để cùng với ba loại linh khí khác, rồi đặt hành lý lên lưng ngựa, lấy một chiếc bánh mì nướng và một con cá khô làm bữa sáng, vừa đi vừa ăn, tiến về phía xa. Thương nhân đã từ quốc độ Tây Vực trở về. Nói thật kỳ lạ. Vào Tây Vực, đi qua 2.000 dặm đó, liền đi ra khỏi vùng hạn hán, bỗng chốc cảnh xuân tươi đẹp, không những không nóng bức mà còn có chút giá rét. Sau khi đi qua 2.000 dặm đường dài đằng đẵng, khi nhìn thấy con suối băng tan chảy đầu tiên, cảm giác xúc động thực sự không thể diễn tả bằng lời. Chưa kể sau đó còn có núi tuyết. Nghĩ đến con đường đã đi, nếu không gặp được vị đạo sĩ đó, được ngài ấy tặng nước, thương nhân tự thấy có lẽ mình cũng không thể đi ra được. Nhưng không biết vị đạo sĩ đó giờ ra sao, thương nhân không khỏi có chút lo lắng. Nhưng mình đến đây để buôn bán, đã đến rồi thì phải về. Con đường đó vẫn phải đi thêm một lần nữa, phải tranh thủ thời gian. Nếu không đến mùa hè, con đường đó sẽ nóng hơn, thậm chí có thể đến mức trốn trong bóng râm cũng bị nóng chết. Nghĩ đến đó không khỏi run sợ. Thương nhân không dám ở lại lâu, đành phải nhanh chóng đổi lụa lấy gia vị, chuẩn bị thêm nhiều nước mang theo người, rồi lên đường về. Trên đường gặp phải xác chết đói, cũng có người sắp chết. Ban đầu, thương nhân quyết tâm không giúp đỡ ai, bởi chính bản thân còn khó bảo toàn, làm sao có thể cứu người khác. Hắn ta đã chuẩn bị tinh thần để thờ ơ với những người gặp nạn. Nhưng rồi, hình ảnh ngày hôm đó lại hiện về trong tâm trí hắn, hình ảnh vị đạo sĩ đi đường nhiều ngày không uống một giọt nước nào, nhưng vẫn sẵn sàng chia sẻ nước cho hắn. Lòng hắn chao đảo, sự quyết tâm ban đầu lung lay. Do đó, trên đường đi, hắn đã tặng đi một ít nước cứu mạng, mỗi lần đều tự trách mình ngu ngốc. Điều này khiến số nước vốn đã ít ỏi càng trở nên eo hẹp hơn. Mỗi khi dừng chân nghỉ ngơi, hắn phải dành nhiều thời gian và công sức hơn để tìm kiếm thêm nước uống. Hơn nữa, hạn hán ở vùng này dường như nghiêm trọng hơn những gì hắn ta dự đoán. Khi băng qua sa mạc mênh mông,
đến vùng đất nóng nhất, thương nhân lại cảm thấy chóng mặt, chân tay yếu ớt, khát nước dữ dội. Xung quanh không có nước, cũng không mua được, như thể hắn đã quay trở lại chặng đường đầy gian khổ trước đây. Chết rồi, thương nhân cảm thấy vô cùng bất an. Thậm chí cả ý thức bất an ấy cũng trở nên mơ hồ. Dù lý trí mách bảo, hắn vẫn không khỏi hy vọng vào một phép màu nào đó. Lần trước, nhờ vị đạo sĩ tặng nước, hắn đã vượt qua được đoạn đường khó khăn nhất. Lần này, ai sẽ cứu giúp hắn? Trong lúc lê bước, hắn nhìn thấy một người đàn ông đi về phía mình, người có khuôn mặt mang nét đặc trưng của người Đại Yến, đôi môi còn ướt. Thấy hắn như sắp kiệt sức, người đàn ông chủ động nói, huynh đài cố gắng lên, đi thêm một đoạn nữa, ở núi Hoa Nham có nước, là giếng tích thủy, nước nhiều vô kể. Giếng tích thủy, là gì vậy? Thương nhân không thể mở miệng nói được nữa. Khuôn mặt hắn lúc này đã hốc hác, gầy gò đến nỗi không còn nhận ra. Hắn cố hết sức lê từng bước, cứng nhắc tiến về phía trước, chỉ khẽ quay đầu, nhìn về phía người đàn ông vừa nói, lòng đầy nghi ngờ. Nghe có vẻ như là dòng nước nhỏ giọt tạo thành giếng. Chẳng lẽ là nước nhỏ giọt từ khe nứt trên núi Hoa Nham? Nhưng trời nắng hạn như thế này, làm sao núi Hoa Nham có thể nhỏ giọt được? Núi Hoa Nham có giếng tích thủy nào đâu? Vừa nghĩ, hắn vừa lê từng bước, dù không biết người kia có lừa mình hay không, nhưng ít nhất cũng có chút hy vọng. Không biết đã đi được bao xa, khi cơ thể kiệt sức, ý thức mơ hồ, hắn bỗng nhìn thấy một đoàn người và ngựa tập trung ở phía trước. Ngước nhìn lên, hắn thấy một hồ nước trong veo, nước trong vắt, phản chiếu ánh nắng mặt trời lung linh. Không biết bao nhiêu thương nhân, khách bộ hành, dân thường tụ tập bên hồ, hoặc uống nước, hoặc múc nước, hoặc dẫn lạc đà đến uống nước. Mỗi người đều có vẻ mặt nghiêm trang. Thương nhân lập tức sững sờ tại chỗ. Mặt trời có thể làm khô đất, vậy dòng suối này từ đâu mà có? Cho đến khi hắn lê từng bước, gần như quỳ sụp xuống bên hồ, uống no nước, nằm nghỉ ngơi trên đất, tiếng nói chuyện bên cạnh mới lọt vào tai hắn. Huynh đài không biết đâu, cái giếng này tên là tích thủy, không phải nước nhỏ giọt từ núi xuống, mà là trước đây có một vị thần đi ngang qua đây, thấy sinh linh lầm than, thương xót, liền ngồi thiền niệm pháp. Nghe nói ngài ấy ngồi ở đó nhiều ngày, ngày nào cũng bị nắng chiếu, vẫn không rời đi. Cho đến khi thần tiên đứng dậy, lấy ra chiếc túi nước bên người, nhỏ một giọt nước xuống đây, nước vừa chạm đất, liền biến thành cái hồ nước này. Các bạn đang nghe chuyện Ta không hề cố ý thành tiên của tác giả Kim Sắc Mạt Lị Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 1059, từ Trường Kinh đi về phía Tây 9.900 dặm, 1. Một giọt nước à? Đúng vậy. Chuyện xảy ra cách đây không lâu, nhiều người đã tận mắt chứng kiến, nếu không thì làm sao ở nơi hoang vu này, trên bãi cát này lại bỗng dưng xuất hiện một dòng suối như vậy. Chẳng phải là thần tiên từ bi, cố ý cho những người buôn bán như chúng ta khi đi đến đây giải khát thôi sao? Thật sự là thần tiên, chẳng phải sao? Bia đá bên kia ghi rõ đấy, nói rằng nước trong suối này là từ hòn đảo ngoài khơi biển Đông Nam mà đến, nên người ta cũng gọi nó là suối mượn, suối thần tiên. Nếu không phải thần tiên, ai có thể làm được việc mượn suối từ hòn đảo cách xa hàng vạn dặm như vậy? Nói có lý. Trong mơ màng, những âm thanh liên tục truyền vào tai. Dòng suối trong vắt uống vào nhanh chóng nuôi dưỡng cơ thể, lúc này hắn cảm thấy cơ thể mình như sa mạc sau khi bị nắng thiêu đốt. Từng tấc đều có thể chứa đựng một lượng nước lớn và dòng suối chảy vào sa mạc này cũng nhanh chóng được cơ thể hấp thụ ở mọi nơi, nhanh chóng trở nên ẩm ướt, khôi phục sinh khí. Người thương nhân cuối cùng cũng từ từ bò dậy. Hai người phía trước đang cúi đầu chào tạm biệt, dù chỉ là người lạ gặp nhau, nhưng gặp gỡ vốn không dễ dàng, huống chi là đã từng quen biết, nên cả hai vẫn kính cẩn, rồi mới từ biệt nhau. Một người đi về phía đông, một người đi về phía tây. Người thương nhân đứng yên, nhìn dòng suối, rồi nhìn xung quanh, đầu óc dần tỉnh táo, so sánh cảnh vật xung quanh, ký ức mới dần trở nên rõ ràng. Trong đầu cũng hiện lên hình ảnh người đạo sĩ lúc đó ngồi xếp bằng phía trước, mình cùng ngài ấy đối thoại. Lúc đó ở đây chưa có hồ nước, người thương nhân không khỏi cười khẽ. Hóa ra người cứu hắn lần thứ hai vẫn là vị ấy. Người thương nhân thong thả dẫn lạc đà đến, cho nó uống no nước, mình cũng lấy đầy nước, rồi mới chống lại ánh nắng ngày càng gay gắt, đi đến trước tấm bia đá, đọc kỹ. Chỉ vỏn vẹn hai câu, không ghi tên, nhưng lại toát lên khí chất thần tiên. Người thương nhân mới chợt nhận ra mình đã đi cùng ngài ấy một đoạn đường, được cứu mạng hai lần,
nhưng chỉ nói vài câu, cũng chưa thông báo tên, lại không biết thần tiên là thần tiên nào. Ha! Người thương nhân không khỏi cười khẽ, nhưng đã sớm đoán được về sau trên sa mạc này sẽ có thêm một truyền thuyết về thần tiên. Suối không cạn, truyền thuyết không ngừng. Chỉ là may mắn, so với những người đến sau, hắn được xem là người chứng kiến tận mắt truyền thuyết này, nếu về già kể cho con cháu nghe, có lẽ sẽ thêm phần hấp dẫn và thần bí. Nhân gian có tiên thật, cảm xúc như vậy không chỉ có hắn. Lúc này, trên đầu bỗng một tiếng sấm vang lên, trên trời dường như lóe lên một tia chớp. Mọi người đều ngước nhìn lên, mới phát hiện ra, không biết từ lúc nào, trên đầu đã tích tụ một lớp mây mù, trông như sắp mưa. Lạ là hôm nay không nóng như mọi khi, mọi người một lúc thậm chí còn không dám tin. Ầm ầm ầm, tiếng sấm liên tiếp vang lên. Không lâu sau, những hạt mưa đã rơi xuống. Dù mưa rất nhỏ, cũng không kéo dài bao lâu đã tạnh, đối với sa mạc khô cằn này, quả thật là hạt mưa chẳng thấm vào đâu. Thậm chí chỉ vừa đủ làm ẩm đất, làm dịu cơn khát của đất, nhưng cũng là trận mưa đầu tiên sau gần mấy tháng trời nắng hạn ở sa mạc này, mùa hè năm đầu tiên của Đại An. Tống Du, người được những thương nhân đi lại giữa Tây Vực xem như thần tiên, đã rời khỏi vùng đất khô hạn này, tiếp tục đi về phía Tây, vẫn là một người, một ngựa, một con mèo và một con chim yến. Điều kỳ lạ là, chỉ cần đi ra khỏi 2.000 dặm, khí hậu lập tức trở nên dễ chịu, thậm chí vào đầu mùa hè còn cảm nhận được chút lạnh. Chuyến đi này chắc chắn là một quá trình dài, khí hậu thay đổi cũng rất lớn. Thậm chí khí hậu không chỉ thay đổi theo mùa, theo ngày đêm, theo thời tiết, mà còn thay đổi theo quãng đường và không gian. Bình thường một ngọn núi có 4 mùa, trăm dặm khác trời. Trời nắng là mùa hè, mưa dâm là mùa đông, ban ngày nắng nóng, đêm về lạnh giá. Đôi khi đi vào trong núi, thảo nguyên trên núi cao, trồng đầy lúa mì, mùa hè chính là lúc chín muồi. Núi non lại uốn lượn mềm mại, cả thế giới bỗng chốc trở thành những con sóng vàng, như lạc vào thế giới cổ tích. Ban ngày mặt trời trên núi cao chiếu rọi khiến da đầu nóng rát, đến tối lại lạnh đến nỗi run cầm cập. Đôi khi đi vào vùng đất đá đầy màu sắc của sa mạc, nhưng xung quanh đều chảy nước, khác hẳn với hàng ngàn dặm đất khô cằn mà hắn đã đi qua trước đó. Đôi khi lại ngủ lại bên hồ, nước hồ xanh ngắt, hoặc nhạt hoặc mặn, không bị ô nhiễm gì, thậm chí xung quanh cũng không có người ở, như một viên ngọc được khảm vào đất Tây Vực. Đôi khi vượt qua núi tuyết, lạnh thấu xương, gió thổi mạnh khiến tam hoa nương nương đứng cũng không vững, không khí loãng khiến nàng cảm thấy đầu óc choáng váng. Xuống chân núi lại trở thành thời tiết mùa hè bình thường, nước tan từ băng tuyết chảy xiết trong núi, khiến người ta cảm thấy hàng ngàn dặm đất khô cằn mà mình đi qua trước đó như một giấc mơ. Đi đến mùa thu, đã nhìn thấy thiên sơn. Lần đầu tiên nhìn thấy thiên sơn, cả đoàn đang leo lên một ngọn núi tuyết, tam hoa nương nương rất không hiểu tại sao đạo sĩ lại có suy nghĩ nhìn thấy núi cao là muốn leo. Càng cao càng muốn leo, chỉ là đã đi cùng nhau nhiều năm, nên cũng đã quen với điều này, lười hỏi hắn, chỉ là thở hổn hển theo hắn vượt qua những ngọn núi tuyết mà người thường khó lòng leo lên. Lên đến đỉnh núi, tuyết dày đến nỗi có thể chôn cả thân mèo của nàng vào trong, nhưng lên đến đỉnh núi, lại nhìn thấy thiên sơn ở xa vô cùng. Chương 1060, từ Trường Kinh đi về phía Tây 9.900 dặm, 2. Đó là một dãy núi chạy từ đông sang Tây, trải dài từ mép này sang mép kia của tầm nhìn, xa đến mức chỉ như một đường thẳng trên nền trời. Tuy nhiên, người ta có thể tưởng tượng được độ cao của nó như một bức tường trời chia cắt đất trời. Nhìn từ xa như vậy, người ta không thể nhìn thấy thân núi bởi vì đất trời có mây mù sương khói, càng xa càng dày đặc, che khuất phần dưới của núi. Chỉ có đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng vươn lên khỏi mây, để lại một đường trắng xóa trong tầm nhìn của đoàn người, như thể núi không mọc trên đất, mà sinh ra từ mây, tọa lạc trên trời. Thậm chí tam hoa nương nương cũng không phân biệt được đâu là đỉnh tuyết sơn, đâu là mây trời, cãi nhau với Tống Du mãi, đến khi Yến Tử bay đi xem lúc họ nghỉ ngơi, trở về thì nàng mới im miệng. Tống Du nói với nàng rằng, khi lên núi cao hơn cả mây, người ta sẽ trở nên ngu ngốc. Mèo cũng vậy. Sau đó, họ men theo hướng thiên sơn, xuống núi tuyết, tiếp tục hành trình. Thiên sơn luôn đồng hành cùng họ trong suốt chuyến đi, là một đường thẳng trên bầu trời xa xôi, một bức tường. Miễn là tầm nhìn không bị che khuất, bất kể lúc nào, chỉ cần ngẩng đầu lên, họ cũng có thể nhìn thấy dãy núi thiên sơn, đôi khi họ thật sự không thể phân biệt được nó nằm trên đất hay trên trời. Mùa thu sâu, đất trời nhuộm sắc đỏ đậm nhạt, người dân địa phương chỉ sống trong những căn nhà gỗ nhỏ,
khung cảnh hoang sơ và sạch sẽ, đạo sĩ dẫn ngựa đi, tiếng lá cây vỡ vụn dưới chân. Đến mùa đông giá rét, tuyết rơi trắng trời. Ban đầu, mèo Tam Hoa rất phấn khích, chạy nhảy điên cuồng khắp nơi, chơi đùa với tuyết trên mặt đất, nhảy lên bắt tuyết rơi từ trên trời. Nhưng dần dần nó cũng chán nản, sợ lạnh, thường cuộn tròn trong chiếc túi vải, chỉ lộ ra một cái đầu nhìn về phía đạo sĩ ở bên ngoài, đỉnh đầu cũng phủ đầy tuyết. Tuyết rơi nặng hạt nhất, chim yến cũng không thể bay được, chỉ có thể đứng trên lưng ngựa, cơ thể dần bị tuyết bao phủ. Đoàn người để lại một chuỗi dấu chân rõ ràng. Từ thảo nguyên xanh mướt, rừng núi cao, họ bước vào cánh đồng lúa mì vàng óng, rồi bước vào bức tranh thu đầy lá đỏ. Cuối cùng là bước vào một sa mạc khác, chỉ có điều nơi này không có nắng nóng khô hạn, mà lạnh lẽo buốt giá. Đôi khi, đất trời mênh mông, không thể nhìn thấy điểm cuối. Đôi khi, sương mù dày đặc bỗng chốc bao phủ, như lạc vào tiên cảnh, xung quanh là núi tuyết nối tiếp nhau, sương mù như biển. Đoàn người của đạo sĩ như đi bộ chậm rãi trên mây, còn núi tuyết và phong cảnh lại ở trên trời, đẹp hùng vĩ. Nơi đây phong tục tập quán khác biệt với Đại Yến, ngôn ngữ cũng có nhiều điểm không thông, tuy thường xuyên gặp thương nhân Tây Vực biết tiếng Đại Yến, cũng thường xuyên gặp khách thương từ Đại Yến sang, hoặc quan lại đến nhậm chức, tự nhiên cũng có người Đại Yến định cư ở đây, hoặc những người bản xứ quý tộc giàu có vốn đã biết nói tiếng Đại Yến, nhưng cũng có nhiều bất tiện. Cho dù là du ngoạn tham thú, hay giao tiếp với mọi người, mua bán hàng hóa, đều gặp nhiều rắc rối. Do đó, trong suốt chuyến hành trình này, phần lớn thời gian là đoàn người đi lang thang một mình, ngắm nhìn đất trời rộng lớn của Tây Vực, tìm kiếm sự tu luyện trong sự cô đơn. Tất nhiên, nơi đây càng ngày càng xa Trung Nguyên, xung quanh toàn là những quốc gia nhỏ bé, rất hỗn loạn, chịu ảnh hưởng của khí vận triều đình Trung Nguyên cũng thấp hơn, yêu ma quỷ quái xuất hiện nhàn nhản. Hơn nữa, yêu ma quỷ quái ở đây dường như cũng không được giáo dục lễ nghĩa, bình thường cũng thiếu người trị, lại càng không có một triều đình trung ương hùng mạnh nào có thể trấn áp chúng. Khiến chúng ngoan ngoãn, nên chúng ngang nhiên hoành hành, trở thành công cụ để Tam Hoa nương nương luyện pháp thuật. Đại An năm thứ hai, mùa xuân, Tống Du cuối cùng cũng dừng chân. Lúc này, núi non xa xa một màu xanh biếc, trên núi không biết là thông hay là tùng, đều thẳng tắp, đứng sừng sững trên núi, phong cảnh vô cùng trong lành. Chúng ta đã đến tận cùng phía tây của Tây Vực rồi. Tống Du chống gậy tre, vẻ mặt bình thản, cúi đầu nói với mèo Tam Hoa, Tam Hoa nương nương có biết nơi này cách Trường Kinh bao xa không? Không biết. Tam Hoa nương nương còn nhớ trước cổng thành Tây Trường Kinh có dựng một tấm bia đá không? Hình như nhớ. Trên bia đá ghi gì? Không nhớ. Mèo nghiêm nghị nói, lên núi cao bằng mây, mèo sẽ trở nên ngu ngốc. Ghi rằng Trường Kinh cách phía tây 9.900 dặm. Không hiểu. Nghĩa là đi từ Trường Kinh về phía tây có thể đi được 9.900 dặm. Tống Du dừng lại một chút, bây giờ chúng ta gần như đang ở chỗ 9.900 dặm đó. 9.900 dặm. Từ Trường Kinh đến đây, 9.900 dặm, từ Việt Châu đến đây, hơn 1.000.000 dặm, chúng ta thường xuyên đi đường vòng, ít nhất đã đi được 2.000.000 dặm. Tống Du cúi đầu nhìn mèo Tam Hoa, giọng điệu cũng có chút cảm khái, đọc vạn cuốn sách không bằng đi vạn dặm đường, chúc mừng Tam Hoa nương nương, đã đi hết 2.000.000 dặm đường. Mèo con nghe mờ mờ màng màng. Có lẽ là ngọn núi này cũng cao, khó thở, lúc này mèo cần phải ngu ngốc, nên nó chỉ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào đạo sĩ, cảm thấy nghe có vẻ rất lợi hại. Ngẩn người một lúc, nàng mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía núi trước mặt, mở miệng là một câu, ngọn núi này bị rối tung rồi. Tống Du lắc đầu khẽ mỉm cười, nhớ lại đoạn đường này, quả thực hùng vĩ vô cùng. Các bạn vừa nghe xong tập 106 của bộ truyện Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiên của tác giả Kim Sắc Mặt Lị Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.